Ấy ộ. Khoảng cách gần với chiến thần lão thái gia, thật sự là cười rụng răng. Ha ha ha. Trông, đừng xem thường vị lục công tử này. Vị lục công tử này có một ngành công nghiệp lớn, mở là trạm phế liệu. Ngay trong Sơn Trang, mấy người họ vẫn là dựa vào vé hỗn hợp mới vào được. Ây dô, mặt tôi bị sưng lên rồi. Ông chủ Lục, xin hỏi mặt anh có đau không? Ha ha ha, chồng, anh nên hỏi anh ta. Anh ta còn mặt mũi không? Mọi người đừng vội. Còn một điều nữa, vị trí cuối cùng được chọn vào ghế bảo vật, cùng với đại hồng bào xếp hạng nhất, là con dấu huyết thạch huyết bay khắp trời. Lời này vừa nói, phú hào toàn trường không nhịn được sửng sốt. Ngay cả vị trí đầu tiên cũng có thể hòa. Vợ chồng Hồ Phương Toàn không ngờ đánh mặt lại nhanh như vậy, còn tệ hơn cả việc ăn ruộng lúa. Ôi, anh Phi, anh là số 1, anh là số 1 anh Phi. Phi tử, mau vào đi, hai chúng ta sẽ đợi hai người bên ngoài. Vào thọ đường, lúc này lão chiến thần và hạ lão đã bắt đầu luân phiên xem những báu vật được chọn. Lục Phi đứng nhất là ở vị trí cuối cùng, bên cạnh là Khổng Vĩ người cùng Lục Phi về nhất, sau đó là An Đình Nghỉ. Lục tiên sinh, cảm ơn ông rất nhiều, đã cho An gia của chúng tôi minh bạch. An tổng khách sáo, tôi cũng phải cảm ơn An tổng đã cho mấy anh em chúng tôi một chỗ vào cửa quý giá. Tôi có một số kinh nghiệm xem tranh cổ, việc của An tổng giao phó vốn là việc của tôi, không đáng nhắc đến. Lục Phi, Lục tiên sinh, thật sự là anh. Tăng tử Mặc tiểu thư, xin chào. Thật sự không ngờ anh lại đến đây. Tốt quá rồi, rất vui được gặp anh. Hoan nghênh anh đến nhà chúng tôi làm khách. Cảm ơn Tăng tổng khoản đãi. Tăng tổng xin chào. Tôi là An Đình Ủy của tập đoàn Tử Đông, rất vui được gặp cô. An tổng ngưỡng mộ đã lâu, lẽ ra nên đến thăm cô từ lâu rồi, thật sự xin lỗi. Tăng tổng khách sáo, nghe bố tôi nói, cô vừa về nước chưa đầy 3 tháng, rất nhiều thứ vẫn chưa được sắp xếp, chúng tôi cũng không tiện làm phiền cô. Hai cô gái xinh đẹp tâng bốc nhau một chút rồi trở về nơi mình nên đến. Lúc này, một thiếu niên đi tới. Đầu tiên là nhìn thấy Lục Phi. Ông chủ, anh cũng vào rồi, thật sự là rất bất ngờ. Ông chủ Lục, cuộc liệt dương mà anh nói với tôi dưới Sơn Trang là có ý gì? Mắng tôi là người đồng tính phải không? Lẽ nào anh không phải? Anh nói tôi là người đồng tính tôi tức giận rồi. Anh nghĩ tôi muốn điều này? Quên đi, tôi không thể giải thích với anh. Đây là do chị gái tôi gây ra khi còn nhỏ. Vậy cái gì của Liệt Dương thật có thể trị cho tôi cái bệnh đồng tính này? Bây giờ thừa nhận anh là người đồng tính rồi, tốt nhất là tìm càng sớm càng tốt. Thiệt hại sinh thái ở đó khá nghiêm trọng, của Liệt Dương sắp tuyệt chủng rồi. Được, tôi tin anh. Cậu là Lục Phi. Xin chào giám đốc Diệp Bất Tỳ, lại gặp nhau rồi. Đúng rồi Lục Phi, hỏi anh một chuyện, đây đáng lẽ phải gọi Thành Trúc đến đây. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi sẽ tự làm nó. Lão hoàng tử của Đấu Ngư Quốc Vân đã gửi cho anh cái gì, đao cổng đầu rồng của Bắc Tống phải không? Đúng là đao cổng đầu rồng của Bao Trần Khai Phong phủ. Sao nào, giám đốc Diệp muốn đánh chủ ý lên đao của tôi? Đao cổng đầu rồng ở chỗ tôi, thủ tục đầy đủ, có tài liệu của Đấu Ngư Quốc và tài liệu chuyển nhượng của hoàng gia. Đao cổng đầu rồng thuộc về bộ sưu tập riêng của tôi. Điều này tôi đã biết rồi, không ai ép anh quyên góp. Tôi nghe Thành Trúc nói, trưởng bối nhà anh có thông tin về con tàu của hoàng tử Aesedozen. Anh đã nói với hoàng tử Pan, anh muốn tất cả mọi thứ trên con tàu đó. Đúng, anh chắc chắn sẽ tìm thấy con tàu đó. Có người, có hy vọng. Sau khi hỏi một số câu hỏi, Diệp Bất Tỳ liền không hỏi nữa, biết không hỏi được thông tin quan trọng gì. Chu Hạo, tôi đi trước một bước. Chuyện bên kia, tôi vẫn kiên trì nguyên tắc của tôi. Lăng mộ được phát hiện đầu tiên bởi đội đặc biệt của chúng tôi. Các ngươi muốn can thiệp cũng không phải là không thể. Thứ nhất, hợp tác lấy đội đặc biệt chúng tôi làm chủ, các anh hợp tác. Thứ hai, lấy thủ tục đến đây. Vì giám đốc Diệp kiên trì, vậy chúng tôi rút lui trước. Nhưng trước tiên tôi phải nhắc nhở giám đốc Diệp, người của chúng tôi đã hy sinh cả chục người rồi. Đội đặc biệt anh, tôi đề nghị giám đốc Diệp, việc chuyên môn vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm. Tôi thừa nhận các anh là những người chuyên nghiệp nhất, nhưng xin đừng coi thường đội đặc biệt chúng tôi. Anh biết đấy, đội đặc biệt được thành lập sớm hơn các anh 30 năm. Vậy thì chúc giám đốc Diệp mã đáo thành công. Lần đến thế này, không ngờ lần đầu tiên có người dám cùng tôi xếp hạng nhất. Tôi rất tò mò, một con dấu huyết thạch cũng xứng xếp hạng nhất với tôi. Lục Phi lúc này cùng hai người Chu Vương trò chuyện, không để ý đến chú Hề. Tôi đang nói chuyện với anh bị điếc hay là bị câm? Không điếc cũng không câm, tôi chỉ không muốn nói chuyện với anh. Những người phía trước từ 2 đến 5, cái nào không phải là quý tộc và ẩn tộc hàng đầu nhất? Bọn họ đều biết Khổng gia của tôi muốn giành vị trí đầu tiên, cho nên họ để tôi giành vị trí đầu tiên. Anh là cái quái gì vậy, cũng xứng được xếp hạng nhất với tôi? Lời này, anh nên đi hỏi Hóa Thạch Sống Hạ Đỉnh, ông ấy là MC và giám khảo. Anh cho rằng tôi không dám đi hỏi Hạ lão? Ông ấy là Hóa Thạch Sống, Khổng gia của tôi vẫn là Diễn Thành Công. Hay cho Diễn Thành Công, bởi vì các anh là đích hệ của Diễn Thành Công, không cho phép người khác xếp hạng nhất với anh. Đây là logic gì? Chư tử bách gia, Khổng gia các anh cũng không phải là số 1 trong hơn 2000 năm, phải không? Khổng tiên sinh, đó là tất nhiên, chỉ là tôi vừa nghe nói anh chỉ là một kẻ thu gom phế liệu. Khổng gia tôi khinh thường xếp hạng nhất với người như anh. Tôi dựa vào sức mạnh của chính mình. Anh lấy cái hàng nhất là nhờ gia đình, còn có, Khổng gia các anh đã giống một cây mẫu thụ hồng bào khác ở núi Vũ Di. Tôi nói đúng chứ? Khổng tiên sinh, thậm chí còn biết điều này, tôi thực sự coi thường anh rồi, nhưng có một điều anh nói đúng. Thực lực của Khổng gia chúng tôi quả thật đủ lớn, lớn đến mức không ai dám không cho Khổng gia chúng tôi mặt mũi. Xin lỗi vì đã cười. Khổng tiên sinh xin hãy tiếp tục, tiếp tục. Người thông minh không làm việc mờ ám. Khổng vĩ tôi hôm nay, tôi chính là đại diện cho Khổng gia chúc mừng sinh nhật chiến thần lão thái gia. Thứ hai, hôm nay tôi còn muốn thay mặt Khổng gia cầu hôn Tử Mặc. Anh hiểu ý tôi không? Thu gom phế liệu.
Khổng Vĩ, anh đánh giá thấp Lục Phi tôi quá, anh cũng quá coi trọng bản thân mình. Anh muốn cầu hôn Tăng gia không ai cản anh. Đã 2000 năm rồi, vẫn mang cái danh Khổng gia, tất cả đều chua và hôi thối, anh vẫn còn tự mãn với chính mình, tự đắc tự mãn, sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi đó trên người, mùi hôi của sự hủ lậu và tự cao. Lục Phi, hôm nay anh cho tôi quá nhiều bất ngờ. Tôi nghĩ tôi nên hiểu rõ hơn về anh. Anh là ai? Anh sẽ giúp anh ta sao? Tôi là ai không quan trọng, nhưng nếu Lục Phi đồng ý, tôi rất vui lòng giúp anh ấy. Chỉ tiếc là anh ấy nói đúng, anh ấy dựa vào chính mình, không giống như một số người sống trong giấc mơ 2000 năm trước. Nói như vậy, anh thực sự đứng lên cho tên thu gom phế liệu này, chống lại Khổng gia chúng tôi. Đại thành chỉ thánh tiên sư, Diên Thánh Công, truyền thừa 2000 năm đại thế gia, quả thật hùng vĩ đến tột cùng. Sự thật chính là vậy. Nói về thế gia, vậy nhất định Khổng gia là số 1. Đó là tất nhiên, thần châu lên xuống 5000 năm, Khổng gia chúng tôi đương nhiên đứng thứ nhất. Nếu Khổng tiên sinh đã tự báo danh, vậy thì chúng ta cùng vui vẻ một chút, để cho Khổng tiên sinh một mình hát kịch, thật sự là cô đơn nhàm chán. Đại hạ, Nhận Nam Chu Thị, Chu Hạo Chu Văn Sơn, tổ tiên Chu Bình Vương cơ nghi cữu, gặp qua Khổng đại thánh nhân công tử. Nghe được lời này của Chu Hạo, sắc mặt Khổng Vĩ liền động, sau đó biến sắc. Hai mắt đột nhiên co lại, Sư Vũ Vương đánh bại Trụ Vương, Vũ Vương cơ phát thành lập nhà Chu, sau đó Chu U Vương kịch chiến Hỏa Chư Hầu, Tây Chu diệt vong, Chu Bình Vương cơ nghi cữu lên ngôi rời đô về Thần Đô, gọi là Đông Chu diệt vong, cơ gia đổi họ thành Chu. Đại hạ Vương gia Lang Nha, Vương Vĩ Vương Tiểu Bạch, tổ tiên Vương Tiễn Vương Bân, gặp qua Khổng đại thánh nhân Khổng công tử. Vương gia Lang Nha, Vương Tiễn Vương Bân đánh bại Lục Quốc, giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, nhiều thế hệ làm vương làm hầu, làm hình mẫu cho các thế hệ sau, được gọi đỉnh cao thần châu. Nhân vật chính của 24 binh lính hiếu năm cầu lễ nổi tiếng chính là con cháu Vương gia. Mặc dù Khổng gia nổi tiếng nhất mọi thời đại, nhưng ở trước mặt hai vị đại công tử này, thật đúng là không có nửa điểm ưu thế. Nếu Khổng tiên sinh tự xưng là thế gia đứng đầu ngàn đời, vậy thì chúng ta cũng không có gì để nói. Bắt đầu từ ngày mai, Khổng quân Khổng kiệt của Khổng gia các anh sẽ bị loại khỏi đồ địa chất sơn hải của chúng tôi. Anh là Chu đội trưởng. Là tôi. Chào đội trưởng Chu. Chuyện anh họ và em trai nhà chúng tôi, anh có phải xem xét coi như? Sao nào, họ không đi làm nữa, anh vẫn chưa vui phải không? Không, anh hiểu lầm rồi, anh họ và em trai tôi tập luyện không đủ. Con mời Chu đội trưởng tăng cường huấn luyện họ. Các người không phải đệ nhất thế gia sao, còn cần tôi bồi dưỡng sao? Lục Phi, bây giờ tôi nghĩ anh nên về nhì, bởi vì danh hiệu số 1 thật sự không xứng với anh. Thật sự là vậy. Lúc này Tăng lão chiến thần một đường quan sát, cuối cùng cũng đến lượt đứng thứ hai. Hạ lão nói, bức tranh này phải trị giá mấy trăm triệu, An gia các người tặng quà quá nặng. Lão thái gia thích thì giữ lại xem thêm vài ngày nữa, sau đó lại tặng bảo tàng cũ là được, bảo vật quốc gia, thuộc về quốc gia. Nói hay lắm, bảo vật quốc gia, thuộc về quốc gia. Cô phượng hoàng trắng này có thể bay cao hơn. Hai người có thể làm bạn. Ông nội, con và chị An đã là bạn tốt rồi. Hạ lão nói mẫu thụ nhà cậu cũng sắp chết rồi. Đã mời một số học giả của cả hai viện làm việc, hy vọng vẫn còn. Có một câu nói gọi là thủy thổ không hợp, người rời quê hương đều phải bị bệnh. Còn chưa nói đến cây, có lẽ trồng cây về núi Vũ Di thì cây sẽ ổn thôi. Lão thái gia, mẫu thụ này trồng ở nhà chúng tôi cũng được kiểm soát chặt chẽ theo nhiệt độ và độ ẩm của thời tiết bên kia. Còn có đất, dưa S9 không ngọt. Lão hạ ông nói có phải không? Nhân tạo không thể so sánh với tự nhiên. Lão thái gia, cái này là cố ý hái cho ông, lại mời một đại sư pha trà đặc biệt làm cho ông. Ông uống xong nhất định sẽ sống lâu ngàn năm. Nghìn năm vương bát vạn năm quy, ta sống ngàn năm chính là lão vương bát. Trà này đắt quá, ta không chịu được. Lão hạ, bán nó đổi tiền được không? Đủ cho xây 3 con đường. Vậy thì bán đi. Lão chiến thần nói như vậy, Khổng Vĩ không khỏi lo lắng, nói năng phục tùng, nhưng không dám lên tiếng. Lão hạ, cái ấn này là đồ tốt. Hạ Đình hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Quan thập thất, bình nhất bách, là có ý gì? Điều này phải kiểm tra ông. Lão hạ, ông còn giở trò này với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp được nó ở đây. Một trong những giấc mơ của tôi đã thành thật, trước khi chết cũng bớt một phần tiếc nuối. Úc mở ít thôi, nhanh nói đi. Thứ này đã làm khó tất cả chúng ta, may mà có tôi ở đây phụ trách, nếu không bộ mặt này sẽ bị mất rất nhiều. Đừng giở trò nữa, tiểu tử hoang dã. Đến lượt cậu. Tại hạ Lục Phi, chúc lão thái gia sức khỏe dồi dào, phúc thọ song toàn. Lão hổ già rồi, không còn khỏe mạnh, chỉ có thể sống qua ngày, ăn và chờ chết. Liêm Pha 80 tuổi tài như xưa, Tử Nha Cửu Tuần tài bài tướng, những lão anh hùng tuổi già vẫn nhiệt huyết. Hổ lão, Hùng Phong hiện, trong mấy câu nói trầm thấp, mọi người ở đây đều sửng sốt, lập tức nhìn Lục Phi ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ là một cái ấn thôi, có gì to tát vậy? Loại ấn này nhà tôi có rất nhiều, đều là đại hồng bảo. Lão thái gia, không có bất kỳ món quà nào phù hợp với ông hơn cái này. Lão chiến thần ô một tiếng, lộ ra một chút nghi ngờ. Lúc này toàn trường mấy trăm người yên tĩnh tịch mịch, im lặng như tờ, có thể nghe tiếng kim rơi, đều đang chờ Lục Phi tiết lộ bí mật. Quan thập thất bình nhất bách, thực ra chủ nhân của cái ấn này đã bỏ bốn chữ, làm quan thập thất tỉnh lãnh bình nhất bách van. Lời nói trầm nặng nề chậm rãi đọc ra câu này, tất cả đều giật mình. Trong nháy mắt, lão chiến thần đột nhiên mở to mắt, tinh quang bạo phát, sắc mặt chuyển động, năng lượng mãnh liệt lao tới từ núi xác và biển máu, đột nhiên bắn lên không trung. Vô số người trợn to mắt, hít không khí lạnh, đầy sốc và kinh hoàng. Nam quan 17 tỉnh lãnh đạo 1 triệu quân, ai dám có khẩu khí lớn như vậy, ai dám khắc một cái ấn như vậy, nhìn vào hơn 2000 năm lịch sử của thần châu, ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, ai có thể mua được một cái ấn như vậy? Nam quan 17 tỉnh lãnh đạo 1 triệu quân, khẩu khí thật lớn,
Trong trí nhớ của tôi, trong lịch sử tuyệt đối không có quan chức nào đáp ứng hai điều kiện này. Không ai trong lịch sử xứng đáng với danh tiếng đó. Tôi nghĩ là giả. Anh không biết, không có nghĩa là không có. Vậy tôi muốn hỏi anh, người mà anh đang nói đến, ông ta là ai? Với trí thông minh và kiến thức của anh, tôi rất khó giải thích cho anh. Hạ giọng xuống, làm phiền lãnh đạo tôi ném anh ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy nam tử cường tráng này, thân thể khổng vĩ lập tức cứng đờ. Tứ, anh Tứ, tôi biết rồi. Nói chuyện chính là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ chiến thần lão thải ra. Không có tên, chỉ có mã, hắn chính là Long Tứ. Tiểu tử hoàng dã, nhanh nói, đừng để tăng lão chờ ngươi. Tăng lão, vẫn là để tiểu tử hoàng dã này nói thẳng đi. Thứ này, không có nhiều người biết. Thật sự là bị cậu làm khó, tôi không đoán được. Cậu hãy nói đi. Nam quan 17 tỉnh lãnh đạo 1 triệu quân, trong lịch sử chỉ có một người có thành tích vĩ đại như vậy. Người đó chính là Văn Xương Công, Tả, Tông, Đường. Nghe được câu trả lời này, toàn trường vô số người sắc mặt lập tức biến đổi, sợ hãi và kinh hoàng, theo sau là một ngụm khí lạnh. Cái ấn như vậy không thể đo bằng tiền nữa. Vô giá chi bảo, một nhóm đại sư được công nhận thế mà lại đem một bảo vật quý giá như vậy, xem nhầm, sau này còn có mặt mũi gì ra ngoài gặp người. Người đau khổ nhất là Khổng gia đại công tử Khổng Vĩ, khi nghe được ba chữ của Tả Tông Đường, sắc mặt Khổng Vĩ đột biến. Lão thải gia, con dấu riêng của Tả Tông Đường này, năm đó do Tăng Quốc Phiên trước khi chết đích thân chạm khắc, mặc dù khắc vụng về, nhưng là cô đọng tâm huyết của Tăng Quốc Phiên, ý nghĩa phi thường. Nguyên bản Tăng Quốc Phiên lúc đầu dùng là cực phẩm đại hồng bảo, khắc chữ làm quan 17 tỉnh lãnh đạo 1 triệu quân. Tăng Quốc Phiên chuẩn bị đích thân tặng quà vào ngày Tả Tông Đường chiến thắng cuộc dẹp loạn. Sau đó Lý Hồng Chương nói với Tăng Quốc Phiên, 10 chữ này có ý công cao che lớp chủ. Tăng Quốc Phiên tiếp nhận đề nghị của Lý Hồng Chương, lập tức tiêu hủy con dấu huyết thạch kia, đổi thành huyết bay khắp trời này. Đáng tiếc 3 ngày sau khi Tăng Quốc Phiên khắc xong ấn, đã chết vì bệnh ở thạch đầu thành. Cái ấn này đã trở thành tiếng vang, ngay Tả Tông Đường bình loạn trở về, nhìn thấy con dấu này, cảm động không thôi. Cái ấn là kết tinh cả đời, nó được cất giữ và mang đến mộ. Nghe Lục Phi nói về nguồn gốc của cái ấn này, vô số người lặng lẽ lắng nghe, một luồng nhiệt huyết ở đáy lòng sôi trào bùng cháy. Thành tích cả đời của Tả Tông Đường có thể coi là hình mẫu của đời sau, không bị bắt nạt khi nghèo khổ, khi thành công không bị người đố kỵ. Đã bước qua 70 tuổi, thái quan tây hành, thu phục lãnh thổ, bất thế chi công, lão chiến thần cầm ấn trong tay, lặng lẽ đứng im như một người khổng lồ sừng sững, tuy không thể cản. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.